Hello mọi người, lại là chuyên mục Inbox Hàng Server đây. Thì là mình vẫn đang trong giai đoạn việc kho phòng, cho nên mình cũng hay lên server để kiếm mấy cái đồ hay hay để gắn vô phòng của mình ấy. Mà bị cái là phòng mình lại rất là nhỏ, không có đủ chỗ để đồ, nên là mình phải sắm một cái kệ thôi. Mình cũng đã tham khảo qua nhiều shop, tham gia nhiều group buôn bán gỗ trên Phở Bò, nhưng mà mình đã thật sự rất là sốc bởi vì giá trên đó rất là mắc. Chắc là do mình toàn gặp mấy cái shop bán gỗ xịn xịn tốt tốt, với lại giá ship gỗ này mắc cực kỳ luôn. Nhưng mà mình đã sốc hơn khi mà hốt được 4 tấm gỗ này với giá chỉ hơn 300 cành, là tính luôn phí ship rồi đó nha. Mà như mọi người thấy đó, gỗ mình mua cũng dày dặn xịn sò con bò chứ bộ, rồi mua hũ sơn về quệt quệt dài đường là nhìn mấy em sáng sủa đẹp gái liền. Mình chỉ cần khoan giá đổi sắt chữ L vô tường, rồi đặt mấy tấm gỗ lên là có ngay hai chiếc kệ xinh xẻo. Bây giờ mình sẽ để ít đồ lên cho mọi người xem nha.